Đặc biệt cái chỗ là từ một chiếc điện thoại bằng titan, vỏ bằng titan, và ở phía sau là da bê, thì chiếc điện thoại mà Kỳ Lân nói vô cùng đặc biệt đó chính là một chiếc điện thoại bằng vàng nguyên khối. Toàn bộ thân vỏ là titan này đã được thay thế hoàn toàn là vàng nguyên khối, đúc ra AU750. Tất cả những cái vỏ bên ngoài, phím bấm, những con ốc, tất cả chi tiết đều được làm từ vàng nguyên khối, vô cùng chất lượng, công nghệ nén vàng chuẩn châu Âu, vàng y đúc ra AU750, vàng bóng sáng hội chuẩn, màu giữ vững và vô cùng sáng bóng đẹp. Cái sản phẩm này là Kỳ Lân thực hiện cho độc quyền cho khách hàng. Độc quyền ở đây là gì ạ? Là khách hàng yêu cầu là thay toàn bộ cái phần da này thành vàng hết,